em muốn chia tay á. Tất cả đứng im, nghe xong câu đó tự nhiên anh đứng tim. Anh xin em mà đừng có gạt anh nha. Gia thế anh hơi bị khủng, gia đình đẹp villa, thầy giáo anh là lộc phụ hồ, cha đỡ đầu là phúc ích ô. Xe Lambo anh không cần độ bảo vệ trước nhà.